bất lực với diễn viên bất đắc dĩ của anh bộ đội để minh họa cấp cứu. Nếu minh họa cấp cứu mà không có diễn viên thì cứ để em chó này la tất. Không ai biết diễn viên bốn chân này đã được đào tạo qua trường lớp nào chưa, mà đến giờ diễn là nằm im bất động như thật. Mặt người hướng dẫn muốn làm gì làm, xoay trái, xoay phải, ép tim các thứ, thì em nó vẫn cứ là nằm im thinh thích. Mấy anh bộ đội ở dưới thì phải cố nhịn cười vì diễn viên bất đắc dĩ này. Em chó đã tốn công diễn rồi, không biết mấy anh có học vô được miếng nào không nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.